SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia sắp tới, thì đoàn thể thao Việt Nam có một người kỳ cựu sẽ tham dự kỳ đại hội lần này. Đó là phụ công Phạm Thị Kim Huệ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã tham dự 6 kỳ SEA Games. Hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam chính là tấm gương cho các thế hệ sau này về sự nỗ lực và vươn lên trong thể thao. SEA Games 2001 trên đất Malaysia, một trong những cầu thủ có đóng góp to lớn để mang về cho bóng chuyền nữ Việt Nam tấm huy chương bạc lịch sử, đó chính là phụ công Phạm Thị Kim Huệ. Lúc đó Kim Huệ mới 18 tuổi và chơi nổi bật bên cạnh những đàn chị như Nguyễn Thanh Hòa, Lê Hương Giang, Lê Thị Hiền, Trần Hiền, Hương Lan. Sau 16 năm, những con người làm nên tấm huy chương bạc ấy đều đã nghỉ thi đấu từ lâu, ngoại trừ Kim Huệ. Và trong lần tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29, phụ công 35 tuổi của Ngân hàng Công Thương tiếp tục là một gương mặt không thể thiếu. Đây sẽ là kỳ SEA Games thứ 7 của Kim Huệ và đáng ra là 8 nếu Huệ không có mặt ở kỳ đại hội năm 2007 vì chấn thương. Sự chuyên nghiệp, dẻo dai và bền bỉ của Phạm Thị Kim Huệ khiến những người đồng đội của cô ngày nào phải thán phục. Với bản thân tôi thì tôi cũng rất là ngưỡng mộ vận động viên Kim Huệ vì chị đã có những cái thành tích đóng góp cho đội tuyển Việt Nam và cũng có một cái sức khỏe mà để mà cống hiến hoặc là để có những cái thành tích như bây giờ, phải nói là chị là một vận động viên rất là tuyệt vời. Trở lại Malaysia trong kỳ SEA Games thứ 7 của mình, mặc dù đã ở tuổi 35, nhưng Kim Huệ vẫn còn nguyên niềm đam mê và khát vọng. Và quan trọng nhất, chị vẫn chứng tỏ mình là một phụ công hàng đầu, đủ sức giữ một vai trò chính trong mục tiêu bảo vệ tấm huy chương bạc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy thể lực không còn được như cũ, song đẳng cấp, kinh nghiệm của Kim Huệ là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Kim Huệ chính là hình mẫu để các đồng đội trẻ noi theo, góp phần thúc đẩy toàn đội vươn lên. Sự song sáo và dẫn dắt các em của chị Kim Huệ, tụi em rất là khâm phục chị Huệ là dẫn dắt đồng đội và cái tinh thần để cho tụi em máu lửa cùng chị ấy. Hôm nay là lần đầu tiên em tập trung đội tuyển ạ, thì cũng được cơ hội là tập trung cùng với chị Huệ ạ. Vì em thấy chị Huệ là một vận động viên rất chuyên nghiệp ạ. Chị tinh thần của chị rất là tốt ạ, xong là tập luyện thi đấu ạ. Em rất là thích tinh thần của chị như thế, em sẽ học hỏi chị về tinh thần và cách tập luyện của chị ạ. Giành 6 huy chương bạc cùng đội tuyển Việt Nam và nhiều danh hiệu cá nhân khác, nhưng Kim Huệ rất khiêm tốn khi nói về sự hài lòng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Cái điều mà bản thân em hài lòng nhất là đến bây giờ em vẫn còn cống hiến và thi đấu để cho phục vụ cho đội tuyển quốc gia là điều em rất là hài lòng khi mà sức khỏe vẫn cho phép em tiếp tục tập luyện và thi đấu. SEA Games 29 có thể sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của Kim Huệ và chị đã dốc hết tâm sức của mình để có thể có một màn trình diễn ấn tượng trong một cuộc chia tay trọn vẹn của một tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam.